dù cho anh là người mà em yêu thương rất nhiều. Một lòng một dạ để yêu ai đó quá có phải không? Hãy trả lời tôi, có em một cách thật lòng. Mọi người mà anh luôn nói là mãi yêu còn một người nữa. Quá tuyệt vời, vâng, thật là hay, rất bất ngờ. Hình như bạn gái nào tên là Thu Hương hát cũng hay hay sao mà rất lâu cười, một cảm hát rất thuyết phục người nghe. Đôi anh đi không cần phải nói ra làm gì,